Minasan konnichiwa. Nhân ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nhung đã quay trở lại đây cùng với các bạn để chúng ta đi tới với một bài học mới. Nào đầu tiên chúng ta hãy xem. À, các bạn đọc thử xem nào. À, ngày mai mình sẽ làm gì đây nhỉ? Vì sao? À, vì ngày mai là ngày nghỉ làm thêm của mình. Nào là đi hẹn hò này, nào là đi karaoke này, có rất là nhiều kế hoạch. Thế nhưng mà người quản lý lại gọi điện cho mình và nói rằng là ngày mai bạn có thể tới đây và làm thêm giúp tôi được hay không? Chúng ta thì chắc chắn không thể nào từ chối người quản lý của mình được rồi, đúng không nào? Cho nên là Ashita arubaito ni ikukoto ni narimashita. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học là ni narimashita, ý nghĩa là gì? Chúng ta có câu trúc ngữ pháp danh từ đi với ni narimasu, veru koto đi với ni narimasu, venai koto đi với ni narimasu. Ý nghĩa của nó là được quyết định. Được quyết định danh từ, được quyết định làm về hay được quyết định không làm về. Và cách dùng của nó là dùng để diễn tả kế hoạch. Kế hoạch không do bản thân mình quyết định. Giống như là lúc nãy, chúng ta đâu có quyết định rằng là ngày mai chúng ta sẽ đi làm đâu, đúng không? Mà là do người quản lý gọi điện nhờ vả chúng ta. Và thường nhấn mạnh rằng kết quả của sự việc, chứ không muốn làm rõ ai đưa ra quyết định. Nhấn mạnh rằng là ngày mai mình phải đi làm. Chúng ta có ví dụ như sau. À, trời mưa cho nên hủy đi leo núi, vậy thì sẽ là ashita ame nara hiking wa, ngày mai nếu mưa thì đi bộ lên núi sẽ làm sao? Chushi ni narimasu thì sẽ bị hủy bỏ. Ashita ame nara hiking wa chushi ni narimasu. Ở đây raishu igirisu e sucho suru koto ni narimashita. Tháng sau, Nhung xin lỗi này. Cái này là tháng sau cho nên chúng ta sẽ không nói là rai siêu mà chúng ta sẽ nói là raigetsu. Raigetsu igirisu e sucho suru koto ni narimashita. Tháng sau thì đã được quyết định là sẽ đi công tác ở Anh. Việc này là việc mà không phải do chúng ta quyết định và chúng ta cũng không quan tâm ai quyết định, chúng ta chỉ biết rằng là tháng sau mình sẽ đi công tác ở Anh thôi. Còn năm nay thì sao? Kotoshi kono machi de hanabi taikai wa okowanai koto ni narimashita. Có nghĩa là năm nay tại thành phố này thì đại hội pháo hoa đã được quyết định là sẽ không có diễn ra. Kotoshi kono machi de hanabi taikai wa okowanai koto ni narimashita. Khá là buồn phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ làm thêm bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể luyện tập được rõ hơn về ni narimasu. Hi minasan sayonara mata imashou.